Mọi người, mà tự nhiên trời mưa quá trời luôn, bị lên cơn hèm mì ngang xương gì đó mọi người. Nhớ ra nhà mình còn mấy gói mì đậu hạ hải sản nè, lạnh thì còn một ít nấm, một ít mực, sò đỏ hôm qua còn. Giờ mình nấu ăn nha. Cái mì này có hai gói gia vị, ngọn cái hai gói gia vị này bự hơn những gói gia vị mình từng ăn đó mọi người. Đầu tiên mình sẽ cắt lát nấm đùi gà ra, mực mình sẽ lột ra để không bị dính nè, để tủ lạnh đó mọi người. Đỏ thì hôm qua mình còn á. Bây giờ đến phần nấu mì nè mọi người. Sơ sơ mình cho hai gói mì vô nha. Mình sẽ nấu theo hướng dẫn trên bao bì nha mọi người. Đây là mình sẽ cho hai gói bột màu đỏ chút xíu từ hải sản nha. Cái này quan trọng nhất đó mọi người. Vừa đổ ra thôi mà nó hơm kinh khủng luôn. Mình sẽ cho thêm hai gói gia vị còn lại nha. Mình sẽ nấu sơ tầm 2 phút rồi mình sẽ cho thêm nấm đùi gà, mực và cái sò đỏ hôm qua luôn. Thêm 2 phút 30 giây nữa, đúng chuẩn 4 phút 30 giây trên bao bì hướng dẫn. Vậy sò mì sẽ ngon hơn. Rồi ta nói nấu có hai gói mì mà có mùi thơm khắp nhà luôn đó mọi người. Cái chảo mì thôi là muốn ăn liền luôn. Là đang thèm ăn cái gì cũng ngon hết trơn. Công nhận nha, cái mì đậu hả hải sản này ăn ngon kinh khủng luôn. Sợ mì nó dai dai nè, mì chiết xuất từ hải sản đó mọi người nên nó thơm lắm luôn á. So sánh những cái loại mì Hàn Quốc á thì phải nói là mì đậu hả này mình ăn còn ngon hơn mì Hàn Quốc nữa. Hôm qua mình đi siêu thị mình mua một thùng mì này về để dành ăn từ từ đó mọi người. Giờ dịch đi ra mua đồ cũng khó khăn lắm, cũng tiện nên mình mua một lần luôn. Nào thích ăn mì thì không thể bỏ qua cái loại mì này nha, bảo ăn một lần là ghiền. Ăn mình bị dính đó mọi người, ngày nào cũng phải ăn một gói rồi mới chịu được hay sao á. Ai bị dính mì giống như tôi không?